Quý anh chị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục tiếp theo này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái vị trí để đặt tỷ hưu phong thủy. Thì tỷ hưu cần phải được đặt ở đúng cái vị trí thì mới phát huy được cái đúng cái công năng của mình. Vì thế mà khi sử dụng tỷ hưu giống như con dao hai lưỡi, dùng đúng cách thì tốt lành, sai cách là rước họa vào thân. Về cái vị trí đặt tỷ hưu thì tốt nhất là bày ở hướng tài vị. Vị trí thu nạp tài khí, vượng tài. Tỷ hưu có thể là nạp tài từ tứ phương, nên là nếu đặt ở cái hướng vô tài thì không bột, đố cột nên hổ, bày đấy nhưng chẳng tác dụng gì. Tỷ hưu hướng ra cửa lớn, nếu muốn nhanh chóng nạp tài thì bày một đôi trên bệ cửa sổ. Miệng hướng ra phía ngoài, thu nạp tài khí bát phương, cũng có thể là đặt ở ban công hoặc là cửa chính. Bên trái đặt con đực, bên phải đặt con cái, vừa chiêu tài vừa bảo vệ. Và chúng ta chú ý nữa là bày tỷ hưu thủ tài giữ tiền, tốt nhất là bày ở cái vị trí tài khố, mang cái ý nghĩa là thủ kho, nhắc nhở là không phải đặt tỷ hưu ở bất kỳ chỗ nào trong nhà đều có thể là vượng tài, phải tùy vào cái mục đích mà đặt đúng nơi đúng chỗ mới phát huy được cái tác dụng. Nhờ cái ý nghĩa tốt lành nên là cái linh vật phong thủy này ngày càng được nhiều người yêu thích và tìm mua để bày trong nhà. Tuy nhiên thì tỷ hưu cần phải được đặt ở đúng vị trí thì mới phát huy được đúng cái công năng của mình. Chúng ta lưu ý là cái tỷ hưu là cái thụy thú hung ác, tâm đặc biệt cường hãn nên mới có cái tác dụng là trừ tà, trấn trạch. Người xưa còn dùng để trấn mộ, được coi như là huyệt thú, sát khí cực kỳ mạnh. Vì thế mà sử dụng tỷ hưu như là con dao hai lưỡi, đúng cách thì tốt lành, sai cách là rước họa vào thân ngay. Chúng ta chú ý là không bày tỷ hưu đối diện với nhà vệ sinh. Thần thú dũng mãnh mang cái linh khí này, nếu bị xú khí, uế khí từ nhà vệ sinh tác động sẽ mất đi cái tác dụng. Và một cái điều nữa là không nên đặt tỷ hưu đối diện với gương vì sẽ sản sinh cái quang sát. Dẫu là cái vật phẩm phong thủy tốt lành nhưng mà tỷ hưu cũng mang sát. Nếu bày không đúng cách thì tốt đâu chưa thấy, chỉ thấy mang họa tới cho gia đình mà thôi. Và đặc biệt chúng ta phải chú ý một cái điều nữa là cái vị trí đặt tỷ hưu là không được đặt quay đầu về giường, cực kỳ bất lợi với người ngủ trên giường, đặc biệt là ở cái phương diện sức khỏe. Tỷ hưu không chỉ mang cát khí còn chứa cả cái sát khí, chấn được tà khí nên không khỏi mang hung nếu đặt trong phòng ngủ. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là cái vị trí mà chúng ta cần lưu ý khi mà đặt tỷ hưu phong. Và những nhà nào đã đặt rồi thì các bạn hãy xem lại xem cái vị trí của mình đã đúng với phong thủy, hợp với phong thủy hay chưa. Và nếu mà chúng ta chưa hợp, chưa đặt đúng thì chúng ta phải xem lại cái video này để chúng ta đặt cho đúng, để mà giúp cho cái tài lộc của chúng ta được suôn sẻ hơn. Và tiếp theo trong cái video hôm sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn những cái đối tượng nào thì nên dùng tỷ hưu phong thủy. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.